Thân chào các bạn. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ về 6 tháng cuối năm của cái tuổi Mậu Thân 1968. Thì người Mậu Thân có mệnh là Đại Trạch. Có mệnh là Đại Trạch Thổ và vận niên của mình là Độc Lập Chi Hậu. Thì ta biết là người cái tuổi Thân đó, cái tính tình nó rất là hiếu động, linh hoạt, vui vẻ, hoạt bát, giỏi giang và thông minh, đa tài đa nghệ, cho nên người cái tuổi này thơm, tuổi Mậu Thân này là thể dễ thích ứng với mọi cái hoàn cảnh, buôn bán cũng giỏi nè, đặc biệt là kinh doanh nha, các lĩnh vực khác thì đều có thể tham gia một cách tốt và tích cực. Mà xét về cái thiên can nè, ta thấy Mậu thuộc thổ, mà Thân á là kim, thổ và kim cho tương sinh cho nhau, cho nên về vận số cái đường làm ăn của cái người tuổi Thân này nó đa phần á là phát tài, thuận thảo trên cái con đường làm ăn. Và người Mậu Thân á là cái mệnh của mình á là Đại Trạch Thổ. Đại Trạch Thổ tức là gì? Đại Trạch Thổ là đất, cái nền đất mà các bạn biết là đất của cái nền nhà, cho nên cái tính tình rất là dẻ cứng. Từ đó ta thấy được tính tình của những người Mậu Thân rất là cứng rắn, họ khó lay chuyển được cái tình ý của họ. Họ đã quyết như thế nào thì họ theo như vậy, chứ mà mình khó lay chuyển, khó làm họ thay đổi cái ý định. Và cái vận niên cả cuộc đời của họ là Độc Lập Chi Hầu. Độc Lập Chi Hầu nghĩa là một cái con, những cái con khỉ mà nó tính tình nó độc lập. Từ cái chữ độc lập này mà cái người tuổi Thân nó có cái sự khó khăn trong cái vấn đề tình cảm. Tại vì bản tính mình độc lập, mình không muốn ai gò bó mình, không muốn ai làm phiền mình, rắc rối cho mình, cho nên họ thích sống độc lập. Những người mà họ đã xác định được cái sự độc lập của mình, không muốn ai phiền phức, không muốn là ai phá rối cuộc sống của mình, họ lại chọn cái đường sống mà không lập gia đình. Còn những người mà đã lập gia đình thì bởi cái sự cứng rắn của họ và cái sự độc lập của họ, họ không thể khó mà cái dung hòa được với cái người khác, cho nên thường gặp cái cảnh cô đơn, hoặc là lập gia đình rồi thì lại ly thân, mà khi ly thân rồi lại không muốn dướng vào cái chuyện gia đình nữa, cho nên cái cuộc đời họ có cái số mệnh là nó cô độc, vất vả trong cái đường tình và vất vả cỡn trong cái công ăn việc làm. Bởi vì họ đa tài, họ giỏi quá, cho nên họ phải gặp cái cảnh khổ khó khăn đó. Người càng giỏi thì càng cực, phải không mắt bạn? Càng giỏi thì lại càng cực đó. Thì năm nay là cái năm Mậu Thân, thì Mậu Thân đó là cái năm tam tai của cái người tuổi Thân Tý Thìn. Trong cái năm nhâm dần thì nhâm đó, nó thuộc vào hình thủy, mà Mậu thành thổ, cho nên thủy với thổ nó gặp nhau khắc kỳ. Cho ta thấy rằng cái năm mà 2022 này, cái đường tài lộc của cái người tuổi Mậu Thân này có phần khắc kỵ, làm tiền bạc nó không được tốt đẹp, nó không được thuận lợi như mong ước của mình. Và cái công ăn việc làm của mình thì nó như thế nào? Dần với Thân, dần với Thân là tứ hành xung, cho nên nó có gặp những cái chuyện khắc kỵ trong cái công ăn việc làm, có nhiều cái chuyển biến làm cho mình khó khăn trong cái công việc làm ăn của mình lắm. Rồi cái chuyện sức khỏe của mình thì tình cái đường tình cảm mình đối với những cái người xung quanh thì sao? Thì kim gặp thổ, mình là mạng thổ nè, mà gặp cái năm kim, kim thì sinh thổ. Thổ sinh kim thì cho nên cái sức khỏe của mình nó cũng không có lo là mấy. Cái chuyện mình đối với những người ở chung quanh nó cũng không có gì nó rắc rối cả. Giao thiệp với mọi người thì nó ổn định.
trong cái chuyện hôn nhân gia đạo của cái người tuổi nam á, thì nó được vui vẻ, nó được thuận lợi, gia đình nó hạnh phúc, không có chuyện khắc kỵ, không có chuyện gậy giận, ít có chuyện gây gỗ giận hờn. Riêng cái người tuổi nữ á, thì năm nay bạn hãy coi chừng sức khỏe của bạn nè, bạn hãy coi chừng những cái chuyện tai bay hòa gió có thể xảy ra đến trong cái gia đình của bạn, trong gia đạo của bạn. Bây giờ ta nói sâu vào cái phần 6 tháng đầu nè, 6 tháng cuối năm. Thì vào cái tháng 7 á, là cái tháng mậu thân, mình cũng mậu thân cho nên nó bình hòa. Tiền bạc mình nó ở cái chừng mực trung bình, nó không tiến cũng không lùi. Nhưng mà cái tháng 7 này các bạn coi chừng xung trong cái công ăn việc làm của mình, có thể có những cái điều khắc kỵ, tại vì cái tháng xung với tuổi của mình. Bản mệnh của mình thì nó bình ổn, không có gì rắc rối cả. Cái tình cảm mình đối với những cái người chung quanh thì nó bình yên, sức khỏe thì cũng bình hòa, không có gì hết. Những bạn nam trong tháng thì gia đạo của mình nó được yên ổn, nó được bình hòa, không có nhiều khắc kỵ, gia đình vui vẻ. Bạn nữ thì chú ý coi chừng về sức khỏe nhiều hơn, sức khỏe của mình, sức khỏe của những người thân trong cái gia đình của mình, bạn hãy coi chừng trong vấn đề đó. Qua cái tháng 8 thì nó tiếp tục, nó giống như cái tháng 7, nghĩa là mọi chuyện nó xảy ra nó xảy ra ở cái mức độ bình hòa, không có gì biến đổi. Tiền bạc mình làm thì nó không có thăng tiến, nó ở cái chừng mực bình hòa. Công chuyện của mình nó trở lại điều hòa, không còn khắc kỵ như ở trong cái phần tháng 7. Bản mệnh mình về cái chuyện đối nhân xử thế thì nó cũng bình hòa, sức khỏe ở cái mức trung bình, không có vấn đề gì đáng ngại cả. Có khó có ngược chăng á, là cái trong cái tháng 8 này thì người nam coi chừng những cái chuyện mà xấu có thể ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình nè. Có những cái chuyện mà gây gỗ, những cái chuyện không vui xảy đến làm cho mình phải đau đầu nhức óc. Riêng bạn nữ thì ngược lại, gia đình được hạnh phúc, vui vẻ, gia đình có tiếng cười, tràn ngập cái tình thương yêu mến thương. Qua đến cái tháng 9, qua cái tháng 9 là tháng canh tuất, mà canh thuộc là kim mà mình thổ, cho nên nó có phần tương sinh. Tiền bạc mình làm nó có lời lộc, đem lại cái sự tăng trưởng tiền bạc, đem lại niềm vui về tiền bạc cho mình. Trong cái tháng này thì sức khỏe mình nó được tốt đẹp, không có gì đáng ngại cả, sức khỏe tốt. Nhưng mà bạn nam tiếp tục coi chừng về sức khỏe, coi chừng về bản mệnh của mình với trong gia đình của mình, coi chừng có những cái chuyện làm cho mình tốn tiền, tốn bạc. Ngược lại thì bạn nữ thì gia đình nó được êm ấm, thuận hòa, tràn ắp cái tiếng cười vui. Qua cái đến tháng 11 thì tiếp tục hồi nãy cái tháng trước chúng ta sinh rồi, tài lộc chúng ta có, thì tháng này nó tiếp tục như vậy. Cứ 2 tháng 1 các bạn cứ có chu kỳ là 2 tháng nó giống nhau và nó bắt đầu nó 2 tháng khác nó chuyển đổi. Thì như vậy trong cái tháng Tân Hợi thì Tân nó thuộc kim mà Mộc thuộc thổ, cho nên tiền bạc mình làm nó có nè, dễ phát tài phát lộc nè, công việc làm ăn của mình thì nó cũng bình ổn. Về vấn đề tình cảm của mình đối với những cái người chung quanh hoặc sức khỏe của mình thì nó được tốt đẹp, gây được mối thiện cảm với những người, sức khỏe mình cũng được dồi dào tốt. Thì trong gia đạo thì người nam kỳ này nó lại có cái phần đổi ngược, gia đình nó vui vẻ nè, gia đình hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười, không có những cái khắc kỳ, không có những cái buồn rầu. Nhưng mà ngược lại cái người nữ thì người nữ sẽ có những cái chuyện tổn hại đến sức khỏe của bản thân mình hoặc là cái người thân của mình. Thì các bạn chú ý cho vấn đề sức khỏe và chú ý những cái chuyện mà có thể đem lại những cái tai nạn cho
bản mệnh cũng như người thân của mình, thì mình chú ý cho cái vấn đề này. Qua đến cái tháng 10, qua cái tháng 10 là cái tháng Nhâm Tý, mà Nhâm nó thuộc thủy, mộc nó thuộc thổ, thì thủy với thổ nó khác nhau, cho nên tiền bạc mình nó không được tốt đẹp. Có những cái chuyện ngăn cản lại, làm cái tiền bạc của mình nó không tốt. Mặc dù cái công ăn việc làm của mình nó vẫn ổn thỏa, có người giúp đỡ cho mình trong cái công việc làm ăn, nhưng mà tiền bạc mình làm nó có phần khó khăn, hoặc là chúng ta có làm đi nữa thì nó sẽ tô hao tài tốn bạc cho chúng ta ở những cái khoản chi tiêu nào đó, cho nên nó tiền bạc của mình nó hao hụt nhiều. Bản mệnh của mình trong tháng cũng như là sức khỏe của mình trong tháng á, thì nó không được tốt. Các bạn chú ý cho vấn đề sức khỏe nè, vấn đề đối nhân xử thế đối với những người ở chung quanh, nó dễ có những cái chuyện xung đột, có những cái chuyện nè đem lại sự bực bội, đem lại sự bức bối cho mình, không tốt cho mình. Bạn nam trong cái tháng này thì lại chú gia đình của bạn chú ý, do nó có vấn đề sức khỏe, vấn đề những cái chuyện không hay xảy ra làm cho mình hao tài tốn bạc, đem lại sự buồn bực cho mình. Người nữ thì lại khác, người nữ lại gia đình lại có cái màu sắc, có một cái hình thức vui vẻ nè, hạnh phúc, ấm êm, gia đình cái là thuận thảo. Tiếp tục là cái tháng cuối năm, mặc dù tháng cuối năm mình cần có nhiều tiền để mà mình chi phí, nhưng mà tháng này nó không được lợi lộc cho mình mấy, nó có phần khắc kỵ, tiền bạc không được tốt, nhưng công việc của mình làm thì nó vẫn bình ổn, đâu ra đó nó vẫn như vậy. Trong cái bản mệnh của mình trong tháng thì nó lại khắc kỵ, mình có thể nổi giận với những người chung quanh, những người cách trong cái cách đối nhân xử thế của mình đó, thì những tác động bên ngoài có thể làm cho mình bực mình bực mẩy nè. Sức khỏe mình cũng có cái vấn đề làm cho mình hơi khó, cảm thấy nó khó chịu, nó không được như ý lắm. Bạn nam trong tháng 12 này thì các bạn coi chừng có những cái chuyện cãi vã, có những cái chuyện gấu ó xảy ra đem lại cái sự bực mình cho mình. Có cái chuyện từ ở đâu đem đến làm cho gia đình mình tốn thao tài tốn bạc, bực mình, tranh chấp, thì các bạn chú ý giữ gìn, đừng nổi nóng không cái tháng này nha. Riêng bạn nữ thì gia đình nó được hạnh phúc, được vui vui vẻ, nó thuận hòa. Thì như vậy cô thấy nè, trong 6 tháng cuối năm á, thì bạn có 2 tháng tiền bạc nó bình ổn, 2 tháng tiền bạc mình nó có phần sung mãn, và 2 tháng nó lại tiếp tục đi xuống, cái rơi vào cái tình trạng khó khăn. Còn tình cảm gia đạo của mình á, thì có tháng tốt, có tháng xấu, nó không bình ổn ở một cái trạng thái nào hết. Thì chúng ta biết nếu mà nó gặp gia đạo của mình tốt đẹp thì mình cố gắng giữ gìn dung đất bồi dưỡng cho hạnh phúc gia đình mình ngày một ấm êm. Còn nếu mà gặp những cái tháng khắc kỵ thì chúng ta nên bình tĩnh, chúng ta đừng nổi nóng, chúng ta đừng giận dỗi khi mà gặp những chuyện hao tài tốn bạc, mà chúng ta hãy ra sức lo toan cho gia đình, để gia đình mình ngày một tốt đẹp hơn, thịnh vượng hơn, phúc lợi hơn. Bài chia sẻ đến đây là hết. Cô thân ái chào các bạn. Chúc các bạn những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc và thịnh vượng.